sau khi con trai được hai thầy giáo quê Yên Thành, Nghệ An cứu sống khi bị chìm dưới thác nước 7 tầng ở huyện Quế Phong, người mẹ đã viết tâm thư cảm ơn gửi thầy giáo và ngành giáo dục. Trong thư, bà Ma Thị Bích Thu, mẹ của Phạm Diệt Hùng, sinh viên năm thứ 3, Đại học Y Hà Nội, cho biết đang công tác tại trường tiểu học Phù Lỗ A, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Bà Thu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến thầy Đồng Văn Nhân, giáo viên trường trung học phổ thông Phan Thúc Trực, và thầy Nguyễn Duy Trình, giáo viên trường tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Tâm thư của mẹ năm sinh cảm ơn thầy giáo cứu con trai thoát chết. Thật may mắn cho gia đình, cháu được cứu kịp thời. Với nỗ lực của thầy Đồng Văn Nhân và Nguyễn Duy Trình cùng nghiệp vụ sơ cứu nạn nhân đuối nước đúng đắn, khoa học đã giúp cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thở được lại và chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện, bà Thu viết. Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe Phạm Diệt Hùng đã ổn định, trở lại sinh hoạt và học tập bình thường. Qua báo chí, gia đình hạnh phúc vì tìm được hai người thầy đã cứu con trai thoát khỏi nguy hiểm hôm đó. Tôi viết bức thư này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Đồng Văn Nhân, thầy Nguyễn Duy Trình, người thầy đã sinh ra con tôi lần thứ hai, bà Thu viết trong bức thư. Bà Thu cũng gửi lời cảm ơn đến ngành giáo dục Nghệ An tuyển chọn, rèn luyện được những giáo viên có tài, có đức, là tấm gương sáng cần nhân rộng không chỉ cho ngành mà cho cả xã hội. Em Hùng được thầy Nhân và thầy Trình cứu sống chỉ trong 3 phút. Như Ne đưa tin, ngày 22 tháng 9, em Phạm Diệt Hùng cùng nhóm sinh viên về thăm quê bạn ở Nghệ An để chơi, sau đó đến tham quan thác 7 tầng ở huyện Quế Phong. Khi đang chụp ảnh, bỗng nghe bạn cùng đoàn kêu cứu, em Hùng cùng nhóm bạn nhảy xuống cứu bạn. Hùng không may bị ngã chìm dưới đáy thác nước. Ở cách đó khoảng 30-40 mét, thầy Đồng Văn Nhân và thầy Nguyễn Duy Trình, giáo viên trường tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An nghe thấy tiếng kêu cứu liền lao nhanh tới. Trả lời Ne, thầy Đồng Văn Nhân cho biết, khi tôi và thầy Trình lao nhanh về phía các bạn học sinh nhưng không thấy ai ở dưới nước, nam sinh đã bị chìm. Tôi lập tức lấy một que củi bên cạnh dò để xem nam sinh ở vị trí nào, vì khi mới đuối nước nếu mình chạm trực tiếp vào người bị đuối nước thì mình sẽ không cứu được và sẽ bị chìm theo, thầy Nhân nhớ lại. Thầy giáo này cũng chia sẻ, do là giáo viên thể dục nên tôi biết thời gian dàn cứu người chết đuối là 3-4 phút, nếu quá thời gian đó xem như là hết cơ hội cứu sống.